Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch số 14 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023. Tại kế hoạch này, tỉnh phấn đấu cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm xuống còn 1,45%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh từ 1,54% xuống 1,45% vào cuối năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai hướng dẫn các chính sách giảm nghèo theo đúng quy định. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như giải quyết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm được vay vốn phát triển sản xuất, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ việc làm bền vững cho người nghèo và người cận nghèo, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo quản sơ chế chế biến nông sản cho hộ nghèo. Ngoài mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 1,45% so với tổng số hộ dân, tỉnh cũng tiếp tục duy trì thành quả không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.